Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Thủy Tiên trách người miền Trung vô ơn, hẹp hòi, đã đi cứu trợ bao người mà còn bị trình đơn khởi kiện. Thưa quý vị, câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên rằng người miền Trung ích kỷ, hẹp hòi, cứu rồi còn vẫn khởi động đơn kiện, tôi sẽ không bao giờ đi ra từ thiện nữa. Những người mà nữ ca sĩ coi là thân quen, ruột thịt, lại nghĩ cô ấy ăn chặn tiền từ thiện. Điều này là làm cho Thủy Tiên đau lòng. Đúng là khi mới gặp gỡ, ai là bạn, ai là thù. Tiếp tục hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua. Nhưng thời gian gần đây, Thủy Tiên bất ngờ bị bà Phương Hằng và không ít khán giả yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Có lẽ trong cuộc đời làm từ thiện của mình, chưa bao giờ nữ ca sĩ lại rơi vào hoàn cảnh khiến cho người ta nghi ngờ như thế. Cô ấy cũng quyết định làm rõ phủ nhận chuyện ăn chặn tiền. Do không kiềm chế được cảm xúc, Thủy Tiên đã khóc trong buổi livestream và ông xã đã phải thay mặt cô giải thích mọi công việc. Xong buổi livestream toàn nước mắt đó, mới đây Thủy Tiên tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân, tài khoản về việc người dân nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện. Tuy nhiên, đau lòng khi những người này coi là ruột thịt mà không tin, mà lại đi tin vào những nick ảo bịa đặt. Thủy Tiên chia sẻ, mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, người hâm mộ ruột, thậm chí là người họ hàng là những người hiểu mình và tin mình nhất. Sau những người cắt ghép sai sự thật chỉ từ những nick ảo vô danh trên mạng được chia sẻ, họ tin mình ăn chặn thiệt luôn. Phải chi là người ngoài xa lạ, chẳng quen biết nhau bao giờ, thì mình sẽ không đau lòng dù yêu thương thân thiết như thế nào. Cũng không bằng vài lời của nick vô danh trên mạng xã hội, còn đáng tin hơn là người thân lúc mới quen. Ai là bạn hay ai là thù, thật sự mong muốn dịch bệnh qua nhanh cho vợ chồng Thủy Tiên có thể chứng minh sự sạch sẽ của mình, không ai nghi ngờ cả hai ăn chặn tiền từ thiện nữa. Cây ngay không sợ chết đứng, phải không? Hy vọng Thủy Tiên sẽ sớm chứng minh được sự trong sạch của mình để không bị người khác nghi ngờ nữa. Thông tin tiếp theo, từ thiện thầm nặng là tôn trọng người nhận. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng từng chứng kiến hội nhóm đi cứu trợ kết hợp du lịch chụp ảnh câu nai. Tôi chua chót khi từ thiện bị đem ra bàn tán. Với cá nhân tôi, bàn về câu chuyện làm từ thiện rất khó, bởi dễ làm tổn thương những đối tượng nhận từ thiện. Có ai nghĩ rằng thiên tai bão lũ khiến một bộ phận người dân vướng vào nghèo khổ? Nhưng cả tuần nay, sự nghèo khổ thiên tai ấy đồng loạt lại là tâm điểm. Thú thực, xét về cảm xúc cá nhân tôi, thấy nặng lòng và chua xót. Tôi cho rằng việc làm từ thiện thì phải bắt đầu từ sự tôn trọng. Những người nhận từ thiện, việc thiện nguyện đâu phải là phong trào, là nơi trốn để được tung hô, để nổi tiếng, để nhiều người biết đến, thậm chí là để câu nai, tăng người hâm mộ. Người làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm và nghĩa tình. Đối với nỗi đau, nỗi khổ của đồng bào và hành động không nhằm được tri ân hay nhằm bất kỳ lợi ích nào, cả về danh tiếng lẫn tiền của. Tôi từng chứng kiến một số hội nhóm đi từ thiện kết hợp với du lịch chụp ảnh câu nai, nhưng tôi cũng biết một số doanh nhân là các mạnh thường quân trong nhiều hoạt động từ thiện, từng tài trợ nhiều tỷ đồng cho người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em bị bẩm sinh. Nhưng quý vị có biết không, họ không bao giờ trưng tên tuổi, ảnh chụp, ghi hình hay là livestream. Đối với họ, cho đi là còn mãi, thiện nguyện đẹp nhất là trong thầm lặng. Tôn trọng người từ thiện, tôi cực kỳ tôn trọng cách suy nghĩ làm từ thiện này. Quả thực, đặt mình vào vị trí làm từ thiện, liệu ai trong số chúng ta thấy sung sướng, hân hoan khi hình ảnh nhận quà từ thiện của mình được sắp up lên Facebook, được livestream cá nhân trên mạng xã hội để nhiều người biết đến. Ở nước ta có nhiều người nổi tiếng huy động được nhiều nguồn tài trợ, sau đó đi từ thiện và được tung hô không ngớt lời. Dĩ nhiên việc đi từ thiện của họ không phải là có giá trị dù mục đích gì, nhưng công bằng mà nói, chúng ta đang lãng quên trách nhiệm xã hội mà nỗ lực của nhà nước lớn rất nhiều trong câu chuyện này. Mỗi năm dù thiên tai xảy ra ở tỉnh nào thì cả nước cũng đều thực hiện cứu trợ nhân dân, hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, khôi phục cuộc sống, hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Đã có khá nhiều cán bộ chiến sĩ âm thầm tham gia cứu trợ thiên tai, thậm chí là hy sinh cả tính mạng vì dân. Vì thế việc nổi tiếng nên việc và người nổi tiếng của công chúng đi từ thiện với số tiền quyên góp nhiều tỷ đồng
trong một hai trận bão lũ cũng không thể nào thay thế được vai trò quan trọng của nhà nước về nhân lực và vật lực. Huy động việc cứu trợ thiên tai, người nổi tiếng quyên góp được tiền, tài sản thì mới đi từ thiện. Nhưng khi có bất kỳ thiệt hại nào do thiên tai, nhà nước đều phải chi ngân sách khá lớn để khắc phục ở bất kỳ địa phương nào. Vì thế, không nên nhìn vào ánh hào quang của người nổi tiếng trong hoạt động thiện nguyện, mà phải phủ nhận vai trò trách nhiệm và sự nỗ lực rất lớn của nhà nước, sự hy sinh nhiều cán bộ chiến sĩ. Rất nhiều trận thiên tai dù họ không huy động được tiền như người nổi tiếng, nhưng họ đã dám đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu đồng bào. Đó mới là điều đáng nói, đáng ngợi ca. Vì thế, đối với câu chuyện từ thiện đang rất nóng của truyền thông trong suốt thời gian qua, chúng ta hãy thôi đi việc làm tổn thương người khác, nhất là những người chịu thiên tai. Đừng bắt nhịp cảnh đó tái hiện sau những nước mắt. Hãy cứ sống thật tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Có luật nhân quả báo ứng cả đó, quý vị à. Theo tôi thấy, chưa rõ vợ chồng công Vinh Thủy Tiên có ăn chặn tiền của các mạnh thường quân để ủng hộ bà con miền Trung hay không, thì đây là việc làm cũng được cho là đáng hoan nghênh, vì vợ chồng công Vinh Thủy Tiên đã dám tới tận nơi tâm bão lũ lụt để trao quà và phát tiền từ thiện cho người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, bà Phương Hằng quyết định tung đòn cuối cùng, quyết định hạ gục Thủy Tiên, chưa giải ngân tiền từ thiện vì giấy xác nhận không để tên Mạnh Thường Quân. Thưa quý vị, Thủy Tiên hiện nay vẫn đang là cái tên được nhiều người quan tâm sau ồn ào từ thiện vợ bà Nguyễn Phương Hằng, bắt nguồn từ giấc mơ của bà chủ Phương Hằng. Bà này cho biết đã mơ thấy Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện từ năm 2020. Sau đó, nữ ca sĩ đã khóc nức nở khi phủ nhận tin đồn và tuyên bố sẽ tung sao kê ngân hàng sau khi hết giãn cách xã hội chấm dứt. Mặc dù Thủy Tiên công Vinh đã tung sao kê ngân hàng, nhưng dư luận vẫn chưa thỏa mãn vì chưa rõ thực hư ra sao. Thưa quý vị và các bạn, theo bà Hằng, trên giấy tờ xác nhận của địa phương được cứu trợ lũ lụt mà Thủy Tiên cung cấp đều đứng tên danh nghĩa cá nhân của cô, không nhắc đến bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào. Trong đó, cô chỉ là người đứng ra nhận trách nhiệm đi giải giúp các mạnh thường quân trong và ngoài nước, nữ đại gia nói trong livestream. Trong giấy xác nhận là của công Vinh Thủy Tiên, vậy thì tiền nhân dân đóng góp vào chưa giải nên phải không? Tại sao không đưa tên là tên của đồng bào nhân dân cả nước mà lại để tên công Vinh Thủy Tiên? Nữ đại gia đã rất gay gắt, đây là cú knock out cuối cùng tôi dành cho công Vinh và Thủy Tiên. Cách đây ít nữa, một dân mạng đã đăng tải phiếu nhận quà của bà con miền Trung. Thông tin trên tờ phiếu ghi rõ nhận quà ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ, thời gian vào ngày 5 tháng 11 năm 2020. Đúng thật, Thủy Tiên ở miền Trung. Cư dân mạng đang rất gay gắt vì việc vấn đề Thủy Tiên đang che mất tên Mạnh Thường Quân, không công khai Mạnh Thường Quân. Vì vậy, cư dân mạng đang rất nghi ngờ Thủy Tiên không minh bạch số tiền từ thiện. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc từ thiện, liên quan đến các nghệ sĩ và bà Phương Hằng, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các tin tức và gửi tới cho quý vị và các bạn tin tiếp theo. Còn bây giờ, do chương trình có hạn, chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.